Xin kính chào quý vị, Hải Cao Minh đang có mặt tới cầu Bình Lợi. Nó bắt qua cái quốc lộ 13 Bình Triệu đó quý vị. Chiều ngày 9 tháng 5 2017, đây là khu vực nhìn xuống quốc lộ 13 bên phải là đi về Bình Dương, Bình Phước cái gì, đi về Lấy Thiêu á. Còn đi thẳng lên đây là cây cầu Bình Lợi màu đỏ đó thì sơn, và nó bắt qua sông Sài Gòn. Bên phải đây thì thấy cây cầu Bình Lợi, cầu bằng đường sắt nhỏ nhỏ phía dưới đó, và sông Sài Gòn nước đang lên quý vị, nước đầy. Gì thấy phía dưới đây thấy có súng dài. Sài Gòn đang vào mùa mưa hay cái gì ha, nhà cửa mưa xuống thì thấy có vẻ nó mới ra, tại vì nước mưa nó rửa bụi á. Bắt đầu thấy có mưa nhiễu hồn rồi. Cái gì mùa mưa là quay clip không được nhiều cái gì, vì mình không biết lúc nào mưa lúc nào nắng ấy. Nhiều lúc đang quay nắng thì mưa xuống là không quay được, cái gì thông cảm nha. Có những buổi mưa quá quay không được cái gì. Quay á quý vị, chừng nào mà mưa quá ướt ống kính thì mình sẽ stop ha. Bây giờ mới nhiễu hộp thôi là còn ok.
tư phía trước là với đường Lê Quang Định, rẽ trái là về Lăng Ông Bà Chiểu, rẽ phải là về Gò Vấp. Trời mưa là bị kẹt xe vậy, đường xá chậm chạp lầy lội đó. Thank you quý vị, mưa quá vậy á, see you.